Xin chào các ba mẹ và các con đã quay trở lại với bài học phát âm các từ vựng về hoa quả ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học nhé. Và quả đầu tiên, we have orange. Ok, hãy lưu ý cách phát âm của cô nhé. Orange. Orange. Đây là quả gì các con nhỉ? Quả cam, very good job. Ok, now repeat after me. Orange. One more time. Orange. Does your friend like orange juice? The next one. Cherry. Cherry. Đây là quả gì nhỉ? Trong tiếng Việt chúng ta cũng gọi gần giống như thế này đấy. Là quả cherry đúng không nào? Okay, now it's your turn. Cherry. Cherry. Very good job. I have some cherries here. Và quả tiếp theo. Quả này trong tiếng Việt và tiếng Anh chúng ta cũng đọc gần giống như nhau đó. Là quả kiwi đúng không ạ? Tuy nhiên trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc phát âm nó hay hơn một chút xíu. Ok. Kiwi. Kiwi. Ok. It's your turn. Kiwi. Kiwi. Great job. Do we have any kiwis? Quả này cũng là quả chanh. Tuy nhiên nó lại có màu vàng đúng không ạ? Và quả này sẽ đọc khác với quả chanh màu xanh hôm trước chúng ta học một chút nhé. Chúng ta sẽ đọc là lemon. Lemon. Ok, repeat after me. Lemon. Good. One more time. Lemon. Wow, very good job. We don't like lemons. The next one. Đây là quả gì đây các con? Quả nhãn. Very good. Longan. Longan. Okay. Repeat after me. Longan. Longan. Wonderful. My dad buys longans. The next one. Quả này là quả gì đây các con nhỉ? Quả Việt quất đúng không nào? Alright. Blueberry. Blueberry. Listen one more time. Blueberry. Now it's your turn. Blueberry. One more time. Blueberry. Very good job. My mom loves blueberries. Okay, and the last one. Đây là quả gì nào các con? Yes, đây là quả măng cụt. Alright, let's listen to me first. Mangosteen. Mangosteen. One more time. Mangosteen. Repeat after me. Mangosteen. Mangosteen. Wonderful. He doesn't like mangosteens. Và buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ba mẹ và các con đã theo dõi. Hẹn gặp lại ba mẹ và các con trong những buổi học tiếp theo. Goodbye. Lời